Thứ năm, tuần thứ tư phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Quý vị và các bạn thân mến, thật thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đọc tin mừng, có lẽ chúng ta bắt gặp đâu đó hình ảnh của những người, những gia đình đón tiếp Chúa Giêsu, như hình ảnh ông Gia-kêu, gia đình chị em Martha và Maria. Nói đến đón tiếp những người được Chúa sai đến, có lẽ ít nhiều mỗi người chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được. Cụ thể là đón tiếp các linh mục, những người được thánh hiến, người Công giáo tại Việt Nam thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, cách thức chúng ta đón tiếp những người này với thái độ như thế nào, và họ đến với chúng ta như những người được Chúa sai đến hay không? Bên cạnh đó, chúng ta có biết lắng nghe và đón nhận những điều đem lại lợi ích phần xác cũng như phần hồn khi được linh mục, những người được giáo hội gửi họ đến với chúng ta hay không? Cụ thể là khi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, chúng ta có thái độ chuẩn bị tham dự thánh lễ một cách nghiêm túc hay chưa? Biết lắng nghe và thực hiện lời những người có chức thánh thay mặt Chúa để hướng dẫn đoàn dân tham dự thánh lễ tích cực hay không? Biết lắng nghe và đón nhận lời mời gọi của linh mục về việc lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích giải tội hay không? Nếu chúng ta từ chối những người được Chúa trao phó một cách nào đó, chúng ta đang từ chối đón tiếp Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mở cho chúng con đôi tai biết lắng nghe, đôi mắt biết nhìn thấy và con tim nhạy cảm, để mỗi ngày chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời của Chúa dạy, biết nhìn và nhận ra những người Chúa gửi đến với chúng con, và có trái tim tràn đầy tình yêu như tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con biết chia sẻ tình yêu đó cho những người Chúa gửi đến với chúng con. Amen.